Alo ông đi. Alo ông. Dạ dạ. Mày về chưa? Chắc giờ rồi. Giờ đâu? Rồi nè. Dạ. Con có nhớ không? Con có nhớ. Con nhớ ai? Con nhớ anh. Chưa. Chưa, chưa. Chưa xong. Điện thoại âm đi thôi thầy, thầy ơi. Thôi chừng nào. Thôi âm đi thầy ơi, thầy ơi. Chứ bà bỏ á, phải bà bỏ á. Ủa sao cúp la luôn hay gì vậy? Bà bẻ không? Mở la lên. Không phải nó cúp la, không có nghe nữa. Ông mà bà nhớ bà bóc nè. Con con chưa về. Chưa về. Con chưa về đâu. Con đi. Ôi nhà ơi. Con ơi. Con ở nhà mới. Mới về hả? Ở nhà mới. Chưa về. Chưa về. Tặng ơi, cái đèn mấy cây. Dạ. Là cậu hệ. Ăn mới khỏe đi. Tụi con về. Chừng chết con về. Hôm nay tôi chơi. Ừ. Không có ăn uống gì đâu. Có ăn uống gì đâu. Bỏ ăn luôn rồi. Đâu có. Mày nghĩ gì bà không? Không. Tại sao không? Bật lên nóng quá. Bà nhớ mà khóc rồi. Không. Vậy chứ giờ đang ở nhà ai hả? Rồi. Vậy giờ đây con đang ở nhà ai hả? Nhà này nhà của ai? Nhà này nhà của ai? Nhà của chú. Nhà của chú. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Con ở phố. Thành phố chỗ nào? Chỗ ai? Chỗ ông. Chỗ ông hả? Chỗ ông. Rồi rồi thôi. Bye bye ông đi. Bye bye ông. Kêu đi. Nè 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 nè, cảm ơn. Không có sao hết, có cha đi chung. Chồng ơi. Má bi rồi. Kệ má bi. Kệ đi. Không cứu cha kìa. Sách dù về mà đứng đó cái thấy má bi mà áo trắng rồi đi vô. Đi qua nhậu. Qua nhậu cha kìa. Ba bi có nói gì đâu, ba bi cho ăn câu tim. Nó nói là anh ba bi ẩm con, anh ba bi mà nó nói anh ba bi thương, ba bi mới ẩm. Ghét ai ẩm chi? Qua về lâu chưa? Mới về tới luôn đó, phải ba bi núp vô luôn. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Trang Dược và GC Tiền Đen. Bye bye nha.